Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của Kim Minh ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình đi chợ mua được một cái dĩa thịt heo ướp mà nó giảm giá nè các bạn. Cho nên mình sẽ làm cơm cho cả nhà ăn. Thì ngày trước mình có đi qua bên nhà anh Tư bẻ được mấy cái mướp mướp và mồng tơi á, và mình sẽ kết hợp là nấu cái này với mồng tơi và ăn chung với cái món này nha mọi người. Ok, mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Cái miếng này là cái miếng thịt họ họ làm sẵn các bạn, họ bán sẵn như vậy nè mọi người, họ ướp luôn. Thì với những cái người Mỹ á, họ không có thời gian á, nhiều khi họ chỉ đi làm về họ không có 5-10 phút hoặc tiếng mấy đồng hồ, họ ăn uống cho nhanh gọn lẹ để họ nghỉ ngơi mọi người. Cho nên cái ở bên Mỹ này các bạn đi chợ các bạn sẽ thấy được những cái đồ ướp sẵn như thế này rất là nhiều, và họ bán cũng được lắm mọi người đó. Bây giờ thơm ghê các bạn, thơm dễ sợ. Ok, bây giờ mình sẽ khứa ra, khứa 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 cho nó thấm vô phía trong nữa, rồi bắt đầu mình chiên đi nha mọi người. Đây. Cái này mình sẽ chiên cho nó hơi giòn, mình dặn lửa nhỏ lại. Đây là phần tôm mình đã lột vỏ xong rồi, cái mình lấy cái chài các bạn, mình đâm cái miếng nha các bạn, và mình rắc một lớp tiêu ở phía trên với một lớp muối. Thì bắt đầu cái mình sẽ tán ra cho nó đều nha các bạn đó. Đó. Xong rồi cái mình sẽ dùng cái này để nấu canh mồng tơi và mướp đó. Ok, giờ mình sẽ bắt chảo lên nha các bạn. Về phần thịt đó, về phần cái thịt này á, thì mình thấy nó hơi cứng rồi nè, để mình xem thử là được chưa, mình sẽ trở về nha. Wow, ngon quá các bạn ơi. Đó, đấy. Rồi, mình sẽ chiên thêm một chút xíu nữa cho nó chín bề bên kia luôn. Về phần canh bước đây, mình sẽ là cái bếp kế bên ha các bạn ha, đổ chút xíu dầu vô thôi. Rồi. Cái dầu khèo cho cái tôm của mình á, nó thơm, nó tái lại. Và đây. Hai ngày vô ha. Giờ mình sẽ đi hái hành, hành lá ngoài sân. Cô chú anh chị coi nè, bây giờ nấu ăn phải bỏ em lên đây để coi chừng. Giờ ngồi ở dưới này thì chị sợ em chạy tới chạy lui đổ cái chảo úp lên đầu á. Giờ em cho em ly cà phê của em nè, ngồi ngồi em ngồi em nhầm nhầm nè đó. Đó. Giờ ngồi đây rồi em vừa đứng làm mà vừa coi chừng em luôn. Lúc em biết hay. À, bây giờ em sẽ quay qua mở chén. Chén. Mở chén. Dẫn các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xắt ra nha.
em xúc thọc thọc cái đũa cho nó rớt. Chán này. Chưa. Đủ rồi, nhớ rồi. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại nha. Rồi, bây giờ mới gấp đồ ăn cho chồng muốn ăn rồi. Mình có rau câu nữa các bạn. Này để chút xíu ăn xong cái mình làm tráng miệng nha mọi người ha. Rồi, mời tất cả mọi người cùng ăn cơm nha. Ăn với cơm trắng. Đói vô tại vùng cho mọi người. Mình sẽ ăn thử cái thịt này trước nha. Nó có hậu chua chua. Nhưng mà cái vị nó thì cũng rất là thơm. Nhưng mà cái phần thịt đó thì nó hơi khô. Tại do thịt nhiều quá nó không có mỡ. Phần này thịt nhiều quá khô. Giờ mình sẽ chấm vô đây. Chấm vô với nước mắm chua ngọt. Rồi mời tất cả mọi người. Chấm vô nước mắm. Nó ngon hơn. Chấm vô nước mắm ăn ngon hơn các bạn. Rồi, các bạn thấy nó khô không? Cái thịt này nạc không à? Các bạn nhìn nè, nạc không à? Không có một miếng mỡ luôn á. Phải chấm vô cái mắm mắm gì nè cho nó ướt cái miếng thịt. Chấm vào phần mắm chua ngọt thì nó ngon hơn. Tại vì á cái này nó có hậu chua chua các bạn. Nhưng mà người Mỹ họ ăn lạc á. Họ ăn rất là lạc cho nên nó không. Đối với họ gì là vừa nhưng mà đối với người Việt của mình gì thì nó hơi lạc. Ngon. Ba là mấy? Ba là 7 mấy fan. Và tương đương là 60 mấy nghìn. Gần 70 ngàn. Gần 70 ngàn miếng thịt này. Cái giá gốc của nó là 7 đồng. À, nó sale còn 3 đồng mấy. Mình sẽ cho chan miếng canh mướp vô. Canh mướp với mồng tơi. Wow, các bạn nhìn đã không? Mình rất thích ăn canh mướp này. Nó ngọt các bạn, ngọt nước. Cộng với phần mồng tơi luôn. Ngọt số 1 luôn. Ngon quá. Các bạn biết không? Cái thịt này ăn với cái nếu như ăn với rau sống, dưa leo hoặc là đường chua thì nó sẽ ngon hơn. Mà do là mình ăn với canh mướp này á, là tại vì canh mướp với mồng tơi này mình để lâu quá rồi, bữa nay cái nó già các bạn, không phải nó già mà nó bị héo các bạn. Mình sợ để lâu nữa nó bị hư cho nên nấu ăn. Bữa trước mình mới ăn nồi canh mướp. Đang đi ra bữa nay ăn không nổi đâu, nhưng mà cũng phải gắng ăn để không thôi nó hư uổng. Mình còn mấy trái bầu nữa. Mà mình chưa biết mấy trái bầu để làm gì, làm món gì ăn đây, để chút mình nghiên cứu mình làm món gì ăn cho hết mấy trái bầu. Quá tuyệt vời. Ủa nãy giờ mình múc không có tôm gì ta? À đây nè. Tại vì cái phần tôm đó các bạn,
mình ăn mình còn lại á, còn chút xíu á, cái mình lấy ra mình làm luôn, cho nên nó hơi ít so với cái phần canh mướp với mồng tơi này. Chứ nếu như canh mướp mồng tơi này phải nấu khoảng 1 lạng rưỡi tôm, một lạng 100g hoặc 150g. Nói cái phần lạng mình kể cho bạn nghe, chút mà bên Việt Nam á, mình ở dưới quê á, người miền Tây mình á thì sử dụng cái câu làm 100g, nhưng mà khi lên Sài Gòn á họ lại sử dụng cái câu là lạng. Cái mình mới nghe họ nói là cái từ lạng, cái mình cũng không có biết là lạng là bao nhiêu. Cái mình mới hỏi là, mình nói là nó bán cho con một lạng một 100g, cái bán 100g hay 200g gì đó, cái họ mới hỏi là 2 lạng hả. Cái mình mới hỏi là, mình mới thắc mắc trong đầu mình là nó 2 lạng là bao nhiêu ta, tại vì hai cái từ lạng á mình nghe nó na ná như từ lượng vậy đó. Cái mình mới nói là sao cái từ lạng này giống như từ lượng gì, mà lượng là thường tính trong trong mua vàng, chứ còn đi ngoài chợ mà một lượng thì tới một lượng là tới một nhiều lắm các bạn. Nếu như mình tính ra cái phần mà rau củ mà mình cân cả lượng là nó nhiều. Chứ mình nói là đâu cô cân thử cho con coi hai lạng là bao nhiêu. Cái bả cân cho mình xem á thì mình nhắm chừng khoảng 200g vậy đó, mình nói ô thì ra là 2 lạng là bao nhiêu đó. Cái mình mới biết, mình về mình hỏi mẹ mình với mấy cái cô mà đi chợ đó, mình mới hỏi là người ta nói là lạng là gì vậy. Cái mình mới hỏi là lạng với 100g nó bằng nhau không, cái họ mới nói là lạng với 100g bằng nhau. Cũng giống như khi mà mình đi ở qua đây các bạn, qua đây mình sống các bạn, cái họ nói là 1 phao. Thì mình biết được là 1 phao, mình cũng nhắm chừng là 1 phao là 100g. Nhưng mà thực chất ra 1 phao không phải là 100g các bạn. 1 phao là 450g. Mà ví dụ như mình 1 ký, mà mình nghe 1 phao thì mình nghĩ là chắc là 1 phao là 1 ký. Nhưng mà thực chất ra khi mà các bạn mua 1 phao, khi mình cầm lên mình hỏi cái này là bao nhiêu, thì chồng mình nói là cái này là khoảng 1 phao. Cái mình nói ôi gì 1 phao gì đâu, không tới 1 ký. Cái mình mới hỏi là 1 phao là bao nhiêu. Cái chồng mình nói là 1 phao thì tương đương 450g thôi, chứ không tới 1 ký. Là mình mới hiểu được là có nhiều cái cách tính khác nhau. Và như ở Việt Nam mình á, thì cái cách mà nói nó giữa miền Nam và miền Bắc nó cũng khác nhau luôn các bạn. Để mình húp miếng canh rồi mình kể tiếp cho các bạn nghe. Rồi các bạn biết không, ví dụ như cái người miền Nam mình á, thì mà họ nói là 1 chục. Ví dụ như là 1 chục dừa đi, thì họ bán 1 chục dừa thì sẽ là 12 trái. Mà tùy khu vực đó nghe các bạn. Có nhiều khu vực á, là bán 1 chục dừa tới 14 trái, mà nhiều khu vực 1 chục dừa tới 16 trái. Cho nên khi mà mình đi bán các bạn, cái lúc đó mà mới về quê mình ở, lúc đó còn 11, 12 tuổi gì đó, thì cũng bé xíu à. Cái xong cái bà ngoại bán dừa, cái mình mới ra mình đếm dừa cho ngoại. Ngoại kêu là mày chạy ra ngoài mày đếm dừa cho coi bao nhiêu trái rồi vô báo với ngoại, rồi tính tiền với người ta. Cái mình mới chạy ra mình cũng đếm. Thì mình biết, mình nói là dục là 10. Cái mình ra mình đếm 10 trái. Cứ đếm 10 trái vậy đó, cái mình mới nói là 50 ngoại ơi. Cái ngoại mới nói ồ 50 hả. Cái xong cái bà kia bà vô bà nói là 40. Cái mình mới nói ủa nãy mình đếm rõ là 50 mà 40 dư cái mấy trái nữa đó. Thì bà nói là bà lấy 40 thôi. Cái mình mới nói ủa con đếm 50 mà. Cái xong cái bà ngoại mới hỏi là mày đếm cái xong cái bà ngoại nghe vậy là ngoại hiểu rồi. Ngoại hiểu là mình đếm chục là 10 rồi. Cái ngoại nói là 1 chục là 12 trái, con đếm 1 chục bao nhiêu. Cái em nói dạ con đếm chục 10 trái. Thì lúc đó mình mới biết là 1 chục phải là 12. Còn bây giờ, hiện tại bây giờ thì ở dưới miền Tây của mình có nhiều người vẫn bán chục 12. Có nhiều người thì hả không sử dụng 1 chục 12 nữa mà sử dụng 1 chục 10 thôi. Đó là mình mới biết được là mỗi một cái khu vực, mỗi một cái vùng á, họ dùng cái đông đo, cân đo đong đếm nó khác nhau các bạn. Cho nên á, đôi khi á, mà mình đi mà mình cứ mà nói đại á, là dính. Nhiều khi nó kêu bằng lòi nguyên cái đuôi lúa ra các bạn. Mà lúc đó bắt đầu mình mới bị quê các bạn. Thì ngồi ăn này hả, kể cho mọi người nghe vậy đang về cái chuyện theo kiểu là chuyện tuổi thơ mà, từ chuyện tuổi thơ của mình á.
Thật sự ăn không ngon. Thịt mà nó khô quá, nó ăn như cửa mục mà. Đúng không? Rồi giờ mình ăn tới cái phần này nha. Ăn tới cái phần này. Rau câu. Rau câu này hôm qua mình làm. Hôm kia chứ, hôm kia mình làm nha, với chị Loan. Cái hai chị em bẻ ngoài sau cái vườn á, cái cây cây dứa của chị Loan mà mua bữa nay là nó ra lá nhiều rồi. Cái hai chị em mới ra bẻ lá dứa vô, thì bắt đầu cái hai chị em nói là bây giờ lá dứa làm gì ăn. Cái mình nói thôi chị đổ rau câu đi, tại đổ rau câu là mau nhất với mà nó dễ nữa, còn nếu như nấu cháo thì phải nấu cháo trắng thì nhiều khi mình ăn cũng không hết, mà nhà này cũng ít ai thích ăn cháo nữa, nhiều khi ăn một ngày một tuần hay một tháng một lần là cao rồi. Cho nên cái mình mới rủ chị Loan là đổ rau câu. Các bạn biết khi mà mình xay ra đó thì nó không có thơm, nhưng mà khi mình nấu lên nó thơm lắm các bạn. Đó, các bạn nhìn cái phần rau câu của mình đó, không mình đổ hai màu, một mùi rau câu và một mùi sữa. Các bạn coi. Cái phần rau câu á, cái phần dứa là mình nấu trong cái phần rau câu luôn, nấu chung phần rau câu luôn cho nó thơm. Còn cái mình mới múc ra một cái tô, xong mình pha sữa thêm để cho nó có cái mùi sữa. Thứ nhất là nó có mùi sữa, thứ hai là nó có cái màu trắng trắng này, mình làm cái rau câu nhìn cho nó đẹp theo kiểu làm sơn thủy các bạn. Rau câu này loại là rau câu giòn, thì cũng nói về cái phần mà đông đo đếm. Mình kể cho bạn nghe, chị Loan chỉ dùng các khắp màu đó, gì mình đâu biết dùng cái khắp đâu, ở dưới miền Tây mình sử dụng mà bằng cái lít thôi, mà cái ca, ví dụ như ca 1 lít, hay là cái đồ mà đông rượu á các bạn, cái đồ đông rượu 1 lít hay gì đó, mà mỗi một cái đông rượu gọi là 1 xị các bạn, ví dụ như một cái đó gì là 1 xị, mà bao 4 cái đó gọi là 1 lít đó, cái 4 xị là thành 1 lít. Cái mình hồi đó là mình mới bập bẹ, mình biết được cái phần xị với lít thôi. Cái qua đây chị nói phần khắp, cái mình nói ủ khắp là bao nhiêu, và khắp là bao nhiêu lít, mà quy đổi ra khắp là bao nhiêu ml. Rồi cái mình lộng cộng mình không có biết tính các bạn. Cái xong cái lúc đó cái hôm qua chị mới hỏi là cái này là bao nhiêu khắp vậy. Cái mình mới nói là cái bịch này là em hay đổ lắm, mà em biết được là một bình như vậy á, một bịch như vậy á, nó nhỏ xíu vậy các bạn, một bịch nhỏ xíu vậy nè các bạn, nó giống như là rau câu mà hình rau câu con cá với rau câu era vậy đó, ở giống như bên Việt Nam mình vậy đó, thì cái bịch bên đây á nó cũng như vậy đó. Thì mình nói là mỗi khi em đổ cái rau câu thứ này thì là 3 lít khuấy, đứng đun sôi khuấy, nó sắc lại còn 2,5 lít. Thì cái chị mới nói là 3 lít lận hả, nhiều quá vậy. Cái chị mới nói là nhiều quá, ăn sao hết. Cái mình mới nói ừ thì thường là em đông làm 3 lít đó, chứ còn mà chị làm ít hơn nữa là nó sẽ cứng, mà cứng quá là ăn nó sẽ khô. Cái mình cái chị mới nói là 3 lít là tương đương là 12 khắp, một khắp là bao nhiêu trăm, bao nhiêu lít, bao nhiêu gì đó. Cái chị đứng chị tính, cái mình là mình mù tịt cái đó, mình chỉ biết lít thôi, mấy cái đó là mình vẫn còn chưa có thuộc, thật sự là mình không có thuộc. Và nếu như ngày hôm nay mình làm mình để ý cái mình đông bao nhiêu khắp đó, là ngày hôm sau mình sẽ đông với cái tiểu lượng như vậy, chứ mình cũng không có quy đổi ra giữa lít và khắp là bao nhiêu hết. Mà mình hiện tại giờ mình vẫn chưa có thuộc, tại mình không có chú trọng, mình không có làm đồ ăn nhiều á, cho nên mình không có để ý cái đó. Mà bây giờ mình cũng hơi thuộc chút đỉnh rồi, cái chị mới đông là 12 khắp, cái là mình mới biết là 3 lít là 12 khắp. Các bạn thấy không, mỗi một cái đông liều lượng khác nhau. Bởi vì nhiều khi hả, mình lên mạng mình coi mọi người chỉ nấu ăn là bao mấy năm 50 mg, rồi 5 g, rồi bao nhiêu gì đó, là nhiều khi mình bị tả bị lù các bạn. Mình phải lên Google mình search để mình quy đổi ra, chứ thật sự là nó hơi bị rối các bạn. Rồi bây giờ thôi ăn thêm miếng nữa rồi tạm biệt mọi người luôn ha. Rồi xong bữa ăn của mình ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha.
Và mọi người cùng cảm ơn mọi người đã ở lại nghe em tâm sự và chia sẻ về cuộc sống của em nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại nhé. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh em nhé. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm luôn cái chuông để khi mà mình đăng video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thông báo. Bye bye, hẹn gặp lại.